Di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay cảm biến màn hình của Lumia 730. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến cảm biến màn hình của Lumia 730 không tự tắt, tắt chập chờn được lúc không, do hỏng cảm biến phải cần phải thay cảm biến màn hình mới. Quý hàng có thể liên hệ đường dây nóng 0466750999 của Di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được tư vấn và hướng dẫn khắc phục cái lỗi này. Lỗi này rất khó chịu khi chúng ta gọi điện, đàm thoại thì màn hình lại không tắt, hoặc có tắt thì lại tắt đen thui luôn. Chúng ta không thể chỉnh được các thông số như bật ra ngoài hay là kết thúc cuộc gọi, mà chỉ chờ được khi mà rút pin ra hoặc là người bên kia kết thúc cuộc gọi thì chúng ta mới vào được màn hình chính. Rất là khó chịu và bất tiện. Đó, chúng ta đấy. Mình sẽ đi sâu hơn một chút về cái main bên trong chứa cảm biến màn hình của Lumia 730. Đầu tiên là chúng ta phải tháo ra. Đó. Tháo ra. Cảm biến của Lumia 730 thì nằm trên cái xương chứa màn hình và loa thoại. Đó. Trên tay mình đây, mình đang chỉ đây là cảm biến màn hình của Lumia 730. Đó, mình sẽ bóc tiếp ra. Nhất chặt. Đó, đây, mình đã bóc được cái cảm biến màn hình của Lumia 730. Đó, đây là một cái cảm biến màn hình rất là nhỏ thế này thôi, nhưng quyết định rất là lớn đến tắt bật màn hình của Lumia 730. Cảm biến khi chúng ta vào tối, vào sáng nó sẽ tự điều chỉnh màn hình. Khi khách hàng gặp các sự cố của cảm biến màn hình Lumia 730 nói riêng và các lỗi phần cứng phần mềm của Lumia 730 nói chung, quý hàng vui lòng đến các địa chỉ của Di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay mới và tư vấn sửa chữa khắc phục các lỗi. Mọi thông tin sản phẩm của khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.di động cao cấp.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn.